biết làm nên sau đó là sức khỏe đến dạ dày, dạ dày tái tràng, ruột non, ruột già, anh thì trong phần tái tràng nó có tương tự với của các tụy tụy và gan, hay còn là yếu là có được lợn. Tâm tư. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần giải phẫu các em với đại tiêu hóa, thì một cái phóng viên quan điểm mình nó sẽ có nhiều cái thành phần cao, mỗi một cơ quan nó được tinh chứ nó có cấu khác nhau, điển hình nhất là chúng ta sẽ cắt ngang của một cái mặt tràng, một tràng rất là thành phần non, thì ngoài cùng là lớp thanh mạc cũng sẽ mở nhiều mô và bài tiết thanh dịch để giảm ma sát ở trong bộ bụng. Sau đó là cơ cơ, những cơ dầu thì cơ dầu có cái nhu cầu hoạt động cơ học chủ yếu là nhu cầu về bó mát để đẩy và điện lấy thức ăn. Tâm dưới niềm mạc và có mô liên kết mạch máu và các quyết định dây thần kinh được để nhu mô và điều khiển các chất lượng hấp thụ. Tâm dưới mạc có hữu mô, mô liên kết cơ liên tuyến để dùng đời hoạt động bài tiết và hấp thụ. Thì các chị có biết những cái giải phẫu này tiêu hóa này trong khi có lần những tập ở trên lâm sàng rồi không? Các chị có phụ mẫu rồi đúng không? Có phụ mẫu chưa? Để chưa? Ở tôi nhớ là tụi tôi học cái thời đó còn còn sơ khai là tụi tôi lên năm năm học thì đó không phải chỉ sau đó tôi phụ mẫu cho các thầy đúng không? Gặp em thì biết chưa? Chưa. Tiếp đó làm cái mình này nó nhiều mình tập đấy. Các anh chị có thể đi đến cái mấy cái thai ban trường này nọ nó có rồi đúng không? Chưa. Em bạn tự tự. Thì đây đó là chúng ta sẽ dễ đưa được lại về giải phẫu ống tiêu hóa, thì phần ngoài là lớp thanh mạc và đó là lớp tiêu dầu và tiêu dầu lớp dưới niêm mạc, lớp niêm mạc hay lớp niêm mạc còn có những cái vi cái xung mao và bộ phận chảy. Hệ thống chúng ta nói sơ về cái hệ thống điều khiển của cái đường tiêu hóa thì gồm có hệ thần kinh và hệ nội tiết. Hệ thần kinh gồm có hệ thần kinh ruột và hệ thần kinh chủ. Hệ thần kinh ruột gồm có đám rối thần kinh cơ dùng cho những hoạt động con cơ và đám rối dưới niêm mạc hoạt động bài tiết hấp thu và con cơ dưới niêm mạc. Thì hệ thần kinh này nó có hệ thần kinh giữa cơ dọc và cơ dọc, nó có cái hệ thần kinh một đám rối gì giữa cái biến đó biến là có đám do này đám do rối niêm mạc này đám do rối của cái cầu cơ nó là điều hòa với cái là cái gọi là ngắn hạn vì tại đó nó có thể là điều chỉnh bởi những cái thay đổi gì lọc độ con cầu rồi nó sẽ có cái hợp cơ rồi vậy hãy đến tự chủ và phải có dũng cảm khi người bị dây thần kinh cột khi con cơ giãn mạch và tăng tiết dịch. Còn hệ thần kinh giao cảm là giảm lưu lượng máu và hoạt động con cơ học của ruột. Về hệ nội tiết thì việc kích thích bởi thức ăn hay sinh tổng thần kinh năm ở dạ dày thì nó sẽ có leptin, histamine và somatostatin. Còn ở ruột non thì có estrogenin, serpentin, motilin hoặc là somatostatin. Thì nó là những cái hoạt động nội tiết để tiết ra những cái men tiêu hóa này. Thì đây là hệ thống điều khiển hệ tiêu hóa chúng ta để phẫu các gan đó, chẳng hạn ở đây có những cơ cơ dưới niêm mạc cơ thì có cái đám rối từ cơ cơ dưới niêm mạc đám rối từ dưới niêm mạc ở đây chúng ta cũng giải phẫu để tách rời những cái máng những cái lớp của nó này chúng ta biết để hệ thần kinh giao cảm thì có dấu giảm thì có thể phân bố theo những cái hình ảnh này ha ở một cái niêm mạc của bị bầm đó ở trên cái viên dung mang và bầm làm giải ha và đây là đám rối khi mà có tại bộ các nhân viên lớn thì có vận động thông tin đầy đủ về tình hình của trung ương và có thể cái có các cầu thủ và cái nhà đầu tư thì có cái gì đó giao cảm với mọi người cả. Về hoạt động cơ học thì chúng ta biết đặc tính của cơ trơ của bộ nó sẽ tạo ra những cái sóng chậm và sóng nhỏ và những cái sóng này nó giúp cho cái hiện tượng co thắt và người ta lưu động và đẩy thức ăn về phía dưới và các tự động còn có cái đầu lưu động để vận chuyển thức ăn dọc theo ống tiêu hóa nhậu rộng thức ăn và khi cơ tiêu động đến gần cơ thắt tức là khi mà
một lát đến ta sẽ nói về hình ảnh linh hoạt. Khi chúng ta nó có cơn ở sân vườn thì nó sẽ làm cây sẽ buộc ra, và khi cây đó thì ở phía trước sân con các học sinh sẽ giãn ra thì chúng ta sẽ được đẩy dần. Và khi chúng ta nó đi dần như vậy thì ở phía trước của chúng ta sẽ con khác và phía sau nó sẽ giãn ra để nó sẽ gây cái hiện tượng con khác và dẫn dần những người động chuyển dưới. Vì phân đoạn thì có quan sát tại chỗ, những trọng động đang cử động, phân đoạn và cử động là du động này chúng ta có nói những hình ảnh linh hoạt như sau. Đây là cái hình ảnh của một cái sóng chậm trung ương có ở vùng khác. Thì trên một cái nền đỉnh của sóng chậm có thể có xuất hiện những cái sóng nhọn như thế này. Tại sóng nhọn này là sẽ có gây hiện tượng con kênh. Chúng ta nhận thấy là ở những cái trường hợp có nào có sóng nhọn thì có hiện tượng con cơ cả, như ngược lại cái hiện tượng con cơ không bắt buộc phải có sự xuất hiện của sóng nhọn. Tức là khi mà chúng ta có một cái động cơ có các động cơ nhưng mà có hiện tượng không có có sóng nhọn, nhưng mà khi đã có sóng nhọn thì bắt buộc phải có hiện tượng con cơ. Đây là hình ảnh bên ngoài, thì các chị thấy trên cái nền sóng chậm xuất hiện sóng nhọn, và khi có sóng nhọn thì có hiện tượng động cơ và để có động cơ xảy ra. Thì đây là những hoạt động lưu động mà chúng ta vừa nói hồi nãy ha. Đây là cái cục thức ăn, cái cục thức ăn nó gây căng dạng nó thành ruột ra, thì gọi ruột trên phản xạ và cái thấy là phía trước chúng ta khép lại và thời sẽ giãn ra phía sau ra, thì thức ăn sẽ đi ruột xuống dưới và khi thức ăn đi dần như vậy ở phía trước của thức ăn sẽ tiếp tục xuất hiện hiện tượng con khác và phía sau sẽ giãn ra và sẽ đẩy dần của thức ăn về phía sau. Thì chúng ta thấy đây ha, đây là cục thức ăn và phía trước là con khác, phía sau là giãn ra, giãn ra, chúng ta sẽ đẩy dần như vậy về phía dưới của cái đường ruột. Đây là những cái hình ảnh hiệu quả khi có bệnh tự co thắt xảy ra thì đẩy chúng ta về phía dưới là sẵn sàng lượng lên phía trên, và như thế thì chúng ta có hiện tượng co thắt và nhào lộn chúng ta. Đây là cái sóng có bốn loại rung động của ruột, trước đó là những cái sóng co thắt truyền đạt và phân loại đều, thứ hai là phân loại không đều ha, không đoạn dài chậm ngang, không có cái đoạn chậm đi trước mà nó rời rạc thôi. Thứ ba là phân đoạn không đều, có lúc rồi ngắn có lúc dài. Thứ tư đó là phân đoạn rất là yếu, là tận như cái đoạn dao động hơn là cái đoạn cho khác. Đây là bốn cái loại đi động của đường ruột. Về hoạt động bài tiết ấy, thì chúng ta biết là những cái năng lượng thì là căn nguyên của đường ruột có biết là cái quan trọng trong hiện tượng tiêu hóa thức ăn, và các tuyến bài tiết và bài tiết là những căn nguyên, những cái ngày những dịch và axit nữa. Tuyến nước bọt thì các chị biết đó là nó tiết ra nước bọt và những cái enzyme của chúng ta amylase. Tuyến chạy hè thì có rất nhiều căn nguyên, thì đây cũng những vị trí của cái mạch chạy hè, cái hành đáy vị, thân vị, môn vị, hành vị, thì mỗi một nơi nó sẽ tiết những cái chất khác nhau. Tuyến ruột, tuyến tụy và tuyến mật, thì phần này chúng ta sẽ trình bày sau, và chúng ta thấy mỗi một nguyên vậy nó sẽ tiết những cái enzyme đặc biệt của nó và giúp cho cái hiệu quả tiêu hóa chúng ta. Về kích thích các cái tuyến tiêu hóa trong các kích thích tại chỗ, kích thích hệ thần kinh và kích thích nội tiết. Bấm trình có bà trình chiếu bấm bà trình chiếu gì Thanh không bấm nhầm chiếu anh ta lấy đó vậy rồi thu nhỏ thôi, nhỏ lại chiếu. Thứ nhất là hoạt động chuyển phân. Chuyển phân thì chuyển phân cả cô đơn,
thì cái công thức là LR7 cộng với HIO, cái giá trị của men tiêu hóa là biến thành L và thành H, L của các dạng này. Và các loại thức ăn như là oxalate, như là tinh bột, như là tocopherol, nó sẽ tự phân thành đường đơn. Những cái loại thức ăn sẽ tự phân thành những cái acid amin đơn giản như là nhẹ hấp thu đường, và đi biết cái sẽ tự phân thành acid béo như là monoglycerin. Và chúng ta nói về cái hoạt động hấp thu thì trong cái đường tiêu hóa thì chúng ta thấy đường điện tương đương xuống hậu môn, chúng ta thấy là có cái ở đâu có hấp thu một phần hết, nhưng mà chúng ta thu chủ yếu là từ đường non. Thì nó ở những cái hấp thu nhiều nhất là cái niêm mạc của niêm mạc dạ dày, trong cái niêm mạc bụng sẽ tăng gấp ba lần cái điện tích hấp thu. Thứ hai là những cái dung mao, những cái dung mao sẽ làm tăng diện tích hấp thu lên gấp 10 lần. Dài những cái viên dung mao, tức là người ta kêu là cầu làm giải á, thì sẽ làm tăng diện tích hấp thu lên 20 lần. Thì cho nên diện tích hấp thu tăng lên cả lên 60 lần, và cái diện tích hấp thu của bụng là 250 mét vuông. Vậy thì chúng ta thấy á, là ở bụng á, là cái một diện tích hấp thu rất là lớn, như vậy cho nên đa số những thức ăn hấp thu hầu hết ở bụng lo. Những cái chẳng hạn như là miệng hơn quản thì không có khu vực quản, chỉ là người ta hỗ trợ đánh dài dày để hấp một phần rất ít của một khu nhất, thì đến lúc non và được hấp thu nhiều nhất. Các khu chủ động là hấp thu chủ động, thành tích hấp thu này thì cần năng lượng và chỉ là một điều nhất định của ý thức cần thiết của tâm trí mô của mình. Hấp thu là hấp thu chủ động và theo phần thang của động và trên lệnh của nội độ thể, và hấp thu tăng cường, hấp thu với sự trợ giúp của một cái ông khác, hoặc là có một cái sự trợ. Thì đây là những cái viên dung lao, các cái thức ăn đi xuống thì nó nói một cái diện tích hấp thu rất là cao, chẳng hạn như diện tích thì tăng lên, rồi viên dung lao tăng lên, rồi bọt bọt giảm và bị lợi thì nó sẽ làm tăng hấp thu 250 mét vuông. Thì chúng ta có nói cái hệ tiêu hóa, thì chúng ta thấy hệ tiêu hóa nó có rất là nhiều cái lượng máu lớn để mà nuôi cái hệ tiêu hóa. Các chị hay ăn đùa, các chị chẳng hạn như các anh em cũng cùng cho mắt, tại vì các anh chị ăn xong á thì đa số người rất là buồn ngủ, có thể là các em sự hiện tượng nó thu rất là nhiều cái anh em cái năng lượng và rất là nhiều cái lượng máu để vậy mà cuộc sống trong giai đoạn này. Thì như các anh chị thấy là ở tim ha, ở gan, ở lách, ở dạ dày, ở tụy, ở bụng no, ở bụng già, nó bao nhiêu nó phân phối máu thì các anh chị thấy trong cái sơ đồ vì trên đây ăn rồi sau đó sẽ rồi chúng ta cụ thể cho chị tiêm. Thì đây là cái sơ đồ cắt ngang của một cái viên dung mao. Các chị thấy á, dung mao nó gồm có cái động mạch, tĩnh mạch và động mạch huyết. Các chị thấy từ trên lên dưới á thì cái mạch máu, động mạch và tĩnh mạch nó rất là gần nhau. Từ nó rất là gần nhau thì có thể là tắt kém tay chân với nhau, tự yếu lên trên. Thật sự trên lên nó lấy nước trao đổi á, phí ở cái mạch dưới này rất là nhiều. Đã gọi là cái sơ của một trong một viên dung mao như vậy. Vì vậy cho nên trong những trường hợp bình thường thì không nói gì, nó sẽ phân phối đủ để nó không có hiện tượng hiện tụ, để nó có thể lên đến cái đầu này để có thể phân phối máu đường cho cái đầu, cái đỉnh của viên dung mao này để mà có thể trao đổi được cái thông tin. Nhưng trong những trường hợp thì các chị thấy chẳng hạn như là xuất huyết có máu dẫn đến thực quản sốc là một cái lý do gì đó, máu còn rất ít, oxy sẽ không cung cấp đủ hết. Cho nên á, nếu mà trong một cái viên dung mao các anh chị thấy do hiện sự trao đổi đến lúc như thế này, cho nên khi trong những trường hợp thiếu thì anh chị sẽ tiến đầu tiên. Và vì vậy cho nên cái hiện sự hoại tử viên dung mao hoặc là những cái hiện tượng mà gọi là tử vong rất là thường xảy ra sớm những cái trường hợp sốc. Cái này như một bệnh nhân đến với các anh chị, bệnh nhân sốc mất máu hoặc dẫn đến tích cực hoại, thì các anh chị đóng sốc rồi và các anh chị thấy là bệnh nhân sống sót nhưng mà sau đó bệnh nhân có cái hiện tượng hoại tử nó nhiều, thì cái đối tượng này sẽ rất là lâu và rất là sớm. Có thể có một cái trường hợp là sau khi bệnh nhân sống lại nhưng mà đủ cái nát sang rồi, có thể là đau đầu quá. Thì các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng máu của những ruột như chúng ta vừa nói, thứ nhất đó là huyết động mạch cho bệnh huyết áp, bệnh huyết áp của máu và bệnh huyết máu. Về thần kinh gồm có thần kinh giao cảm, gây co mạch và giãn cơ trơn, và giờ có giao cảm thì gây giãn mạch và tăng hoạt động bài tiết. Thì các anh chị
chị có nhớ được cái đặc tính của thần kinh giao cảm và phối giao cảm không? Các chị học lên muốn các chị học về hệ đặc tính thì cái này sẽ rõ hơn. Nhưng giao cảm với phối giao cảm nó có một số điểm nhưng còn không có phải là đối kháng, mà còn có một số điểm chung thì là tôi có nhìn nó có vẻ như lịch trí chút. Thứ nhất là hệ giao cảm thì co mạch và phối giao cảm thì giãn mạch, giãn từ trên, còn phối giao cảm thì đang hoạt động thời tiết. Các anh chị cứ nhớ là phối giao cảm để đứng dán đến cái me thì các anh chị dễ hơn. Chẳng hạn các anh chị cứ tưởng tượng đến cái me là đứng bọt muối chua luôn, và co cắt cái viên của mặt lại thì các anh chị thấy đó, cái trường hợp với lại chẳng hạn mình nó tăng tiến nước bọt của này nọ ha, cái sự tăng tiến là liên quan đến phối giao cảm nhiều hơn. Về nội tiết thì các anh chị ở đây có thấy cái tác chi của dạ dày, cái giãn mạch của dạ dày, dạ vô đấy tổn thương gì thì cái giãn mạch ở tụy. Vì từ ngoài thì chúng ta đã trình bày ngay từ hồi đầu tiên, tức là trong một cái dung mau ta gọi đây là từ mà đổ nhu ví sự giao kết giữa động vật và tĩnh mạch, nó có gần nhau đi cho nên cái hiện tượng trao đổi kháng sinh đã xảy ra trước khi mà nó được phép tại giống như là một trường hợp khác có phát sinh giữa cái động vật và tĩnh mạch này. Về điều hòa ăn uống thì có dùng hạ đồi tiếng viên ha, có điều hòa cũng ngắn hạn và điều hòa cũng dài hạn. Về điều hòa ăn uống của cái dùng hạ đầu thì có trung tâm no và trung tâm đói ha, thì nó mới sẽ có điều kiện cái hoạt động ăn uống của anh chị. Về điều hòa uống ngắn hạn thì khi mà mình huyết thấp, đường huyết thấp sẽ tiếp xúc dây thần kinh số 10 đến trung tâm đói hay còn thắt dạ dày đến đói ha. Và khi mà một cái hiện tượng mà căng cái lòng dạ dày cũng sẽ tiếp xúc dây thần kinh số 10, hoặc là khi nó mở nhiều sẽ tích sinh ca sẽ ảnh hưởng đến trung tâm no và sẽ phản hồi đến cho trung tâm đói. Vì vậy cho nên những cái trường hợp mà đường huyết thấp quá thì chúng ta sẽ có cảm giác đói dữ lắm và dạ dày cũng co thắt luôn, chúng ta phải ăn vô. Và những cái trường hợp mà dạ dày căng to no quá rồi hoặc là do chúng ta ăn mỡ nhiều quá cái tích sinh ca này thì nó ảnh hưởng đến trung tâm no và chúng ta thấy cái này nữa thì chúng ta sẽ ức chế trung tâm đói này cho nó được giãn ối. Vậy bây giờ và các uống dài hạn thì đường trong máu cao hoặc là trời nóng lạnh, chẳng hạn như trong đường trong máu cao thì các anh chị sẽ bị không có cảm giác đói nữa ha, và trời nóng ra lạnh cho các anh chị đời nào các anh chị ăn nhiều hơn lạnh nhiều năng lượng ha. Rồi mà chúng ta đã xong cái phần đại cương về hệ tiêu hóa rồi ha. Bây giờ thì chúng ta có một cái bài tiếp theo đó là dạ dày thực quản ha các chị ha.